16 tháng 5 năm 2022, trong ngày thi đấu thứ 3 môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng đã về nhất cự ly 400m tự do nam với thành tích 3 phút 48,06 giây, qua đó giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games. Lần này chưa phải là thành tích tốt nhất, nhưng mà đó cũng là một cái rất là tốt đối với em ạ. Có thấy rất là vui. Thì khi mà rất là lâu rồi mới quay lại từ 50 nữa, được không thấy rồi. Tại vì khi mà sự chuẩn bị rất là dài, không phải là 1 tháng, 2 tháng mà ta tới tận quá trình rất là nhiều năm. Thì đó là một sự kiên trì đối với em, thì em cảm thấy là vui khi mà em lại làm được điều đó. Và em sẽ cố gắng làm sao vươn xa hơn nữa. Trong trận thi đấu này, ở 150m đầu tiên, vận động viên người Malaysia liên tục dẫn đầu. Tuy nhiên, Huy Hoàng đã bám theo và vươn lên dẫn đầu ở 200m tiếp theo và cán đích đầu tiên bằng việc sử dụng chiến thuật không bung sức quá sớm, tăng tốc ở giai đoạn đứt rút. Em đầu tiên thì em không có bóc được bằng người ta, nhưng mà khi về sau á, thì em có thể là giữ vững được phong độ của mình. Và cái chuyến thần của em là không bao giờ đi được đầu tiên à. Thì em cứ nghĩ là mình trăm đầu hoặc là trăm rưỡi đầu thì cũng khoảng là bám theo đối thủ nhanh nhất à. Có thể là càng về sau thì mình có thể bứt phá nhiều hơn. Mặc dù giành huy chương vàng và phá kỷ lục SEA Games, nhưng Huy Hoàng vẫn tiếc nuối khi nghe tin ASEAN 2022 bị hoãn vô thời hạn. Tại vì năm nay là cái độ chín của em rất là lớn và em cảm thấy mình có sự chuẩn bị rất là lớn. Từ đầu năm thì em đã chuẩn bị cho ASEAN rồi. Và SEA Games này có là bước điểm để em cố gắng tới ASEAN. Thì nghe trên mạng thông tin thì bị hoãn em rất là buồn. Nhưng mà em phải gác lại cái đó để mà cố gắng làm sao SEA Games này mình sẽ cố gắng lập nhiều huy chương nhất. Trước đó, trong kỳ thi đấu đầu tiên, Kinh Ngư 21 tuổi người Quảng Bình cũng đã giành huy chương vàng ở cự ly 1.500m tự do nam. Hiện Huy Hoàng còn thi đấu nội dung 800m tự do là cự ly sở trường mà anh đang nhắm tới để đoạt huy chương vàng và lập hat-trick tại SEA Games 31. Các nội dung này cũng là mục tiêu Huy Hoàng đặt ra để tìm suất dự Olympic 2024 như tại Olympic 2020 đấu lại hồi năm ngoái tại Tokyo, Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.